Kính thưa quý vị, xin mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng ngày hôm nay, thứ năm ngày 14 tháng 12. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Quán karaoke tại Bình Dương phát cháy, dù bị đình chỉ vẫn lén lút hoạt động. Bắt tạm giam một nam sinh viên đâm tử vong hai nữ sinh cấp 3 trong vụ mâu thuẫn tình ái. Camera ghi cảnh trộm liều lĩnh lấy xe trước mặt chủ nhà, ủi chủ nhà ra giữa đường. Playcam đèo Ren Đà Lạt đã thông tuyến 3 km đầu tiên. Thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn tất thủ tục công bố hết dịch Covid-19. Việt Nam vào top 15 quốc gia vùng lãnh thổ tiến bộ nhất châu Á. Và sau đây là thông tin chi tiết các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 14 tháng 12. Đến trưa nay, liên quan vụ cháy quán karaoke Gia Hân, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, các cơ quan chức năng đang phối hợp làm rõ nghi vấn quán karaoke này bị đình chỉ vẫn lén lút hoạt động. Một lãnh đạo công an địa phương xác nhận quán karaoke này đã bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10 năm 2022. Sau thời gian bị đình chỉ trên, qua kiểm tra địa bàn, công an đã hai lần xử phạt cơ sở. Khi xảy ra vụ cháy vào rạng sáng ngày 14 tháng 12, nghi vấn quán karaoke này vẫn đang hoạt động. Lãnh đạo công an thành phố Thuận An cho biết sẽ kiến nghị tới Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An và cơ quan cấp trên để có biện pháp chế tài xử lý liên quan hoạt động lén khi bị đình chỉ của quán karaoke. Vụ cháy quán karaoke Gia Hân tuy chưa gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản khoảng 500 triệu đồng. Cảnh sát chữa cháy đã huy động nhiều xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ để tham gia chữa cháy. Trước đó, vụ cháy được phát hiện khoảng 0 giờ 44 phút ngày 14 tháng 12 từ phòng chứa đồ của quán karaoke. Tại thời điểm trên, người dân chứng kiến nhiều người chạy ra từ quán karaoke. Tại Đà Lạt, công an thành phố này đã tạm giữ Quy, 20 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Tên trộm liều lĩnh dắt chiếc xe tay ga, lao đi trước mặt chủ nhà. Theo ghi nhận, chiều ngày 11 tháng 12, Quy vào nhà của anh V, đường Hùng Vương, phường 11, thành phố Đà Lạt. Hình ảnh camera an ninh ghi lại cho thấy, trong khi anh V đang rửa xe, thì Quy đã lén dắt chiếc xe máy, rồi lao nhanh ra đường Hùng Vương ngay trước mặt anh V. Điều đáng nói, khi bị chặn lại, tên trộm đã tông anh V, khiến anh V bị mắc ở đầu xe máy. Khi chiếc xe máy lao ra đường, đã đẩy anh V theo trong tình huống hết sức nguy hiểm. Sau đó, tên trộm liều lĩnh đã bị anh V chặn lại và cùng với bảo vệ quán ăn ngay bên cạnh bắt giữ và giao cho công an xử lý. Ngày 14 tháng 12, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện thủ tục thông xe 3 km đầu tiên đường đèo Ren Đà Lạt sau hơn 10 tháng thi công. Đoạn hoàn thiện sẽ thông xe đầu tiên là đoạn nối bến xe liên tỉnh với khu du lịch thác Đa Ta La. Đây là đoạn tuyến quan trọng vì có đông dân cư sinh sống, thường xuyên cần di chuyển qua lại. Ngoài ra, đây là tuyến đường nối thành phố Đà Lạt với các khu du lịch, trong đó có khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm. 4 km còn lại từ thác Đa Ta La xuống chân đèo đang được gấp rút thi công các hạng mục, dự kiến sẽ thông xe vào cận Tết âm lịch. Ở 3 km đã hoàn thành, có mặt đường rộng, tầm nhìn thoáng, nhiều vị trí được nắng để đường đèo thẳng hơn, 4 làn xe được hình thành rõ nét. Nhiều vị trí, đơn vị thi công đã làm ta luy âm để mở rộng mặt đường, hạn chế tác động vào phần vách núi nhằm hạn chế gây xáo trộn địa chất. Tại thành phố Hồ Chí Minh, với nhiều giải pháp đồng bộ, Sở Y tế khẳng định dịch Covid-19 ở thành phố này hiện đã được kiểm soát và đang hoàn tất các thủ tục tiến tới công bố hết dịch. Nội dung này vừa được Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững dịch Covid-19 giai đoạn năm 2023 đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo của Sở Y tế cho biết, tại thành phố Hồ Chí Minh trải qua 4 đợt bùng phát dịch, đã ghi nhận trên 600.000 người mắc và trên 19.000 người tử vong. Đa số ca mắc tập trung trong giai đoạn từ cuối tháng 5 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022. Trong năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận số ca mắc tử vong giảm sâu, có nhiều tuần không ghi nhận ca mắc mới. Đặc biệt, tất cả các phường xã trên toàn thành phố đều đạt cấp độ dịch là cấp 1. Liên quan đến án mạng nam tử vong hai nữ sinh cấp 3 trong vụ mâu thuẫn tình ái, sáng ngày 14 tháng 12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng Huỳnh Ngọc Thiện, 19 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai. Theo điều tra ban đầu, Thiện đang là sinh viên của một trường công nghệ thông tin ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ năm 2021, thông qua mạng xã hội, Thiện quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với chị A, đang là học sinh của một trường cấp 3 ở thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Đến tháng 10 năm 2023, hai người chia tay nhau. Ngày 3 tháng 12, Thiện mua một con dao rồi đón xe khách từ Huế ra Bắc Ninh với mục đích gặp mặt chị A một lần rồi tự tử. Ngày 4 tháng 12, Thiện hẹn gặp chị A tại chùa Đông Lai, khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn. Tại đây, Thiện đã dùng dao đâm chị A cùng hai người bạn học của chị A là chị C và anh K. Hậu quả, chị A và chị C tử vong, anh K bị thương được đưa đi cấp cứu. Gây án xong, Thiện dùng dao tự đâm vào ngực và cắt cổ tay tự tử nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời. Đến ngày 12 tháng 12, Thiện ra viện. Hiện công an tỉnh Bắc Ninh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghi phạm theo quy định. Ngày 14 tháng 12, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một cảnh sát giao thông chạy mô tô đặc chủng dùng chân đạp hai lần vào xe máy nam thanh niên đang chạy, khiến xe máy người này tông vào xe máy khác. Liên quan đoạn video trên, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nắm được sự việc và đang đề nghị chiến sĩ liên quan cũng như lãnh đạo đội làm tường trình báo cáo sự việc lên lãnh đạo phòng PC08 trong hôm nay, 14 tháng 12 để làm rõ nguyên nhân. Theo vị lãnh đạo, đoạn đường xảy ra sự việc trên đường 3 tháng 2, quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Chiến sĩ cảnh sát giao thông trong video thuộc đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ thuộc phòng PC08. Cũng theo hình ảnh đoạn video thể hiện, nam thanh niên đi xe máy tay ga chạy từ vỉa hè xuống đường. Lúc này, có một chiến sĩ cảnh sát giao thông đi xe đặc chủng chạy tới, dùng chân đạp vào phần đầu xe máy. Thanh niên này tiếp tục tăng ga chạy đi, thì cảnh sát giao thông dùng chân đạp trúng cánh tay nam thanh niên đang cầm lái xe máy. Người này sau đó tông trúng một xe máy khác đang đi trên đường. Đoạn video đăng trên mạng xã hội sau đó nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Ngày 14 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng công an phường Tân Phú truy xét hai nam thanh niên dàn cảnh trộm xe máy của sinh viên thuê trọ trên địa bàn. Theo trình báo, vào tối ngày 11 tháng 12, một nam thanh niên vừa đi làm về tới cửa phòng trọ trên đường cầu C2, phường Tân Phú. Khi nam thanh niên vừa mở cổng thì cũng có hai nam thanh niên đóng giả làm tài xế xe công nghệ và người ngồi sau giả làm khách và thuê trọ tại đây. Thanh niên ngồi sau vừa hỏi nam thanh niên vài câu để bắt chuyện, cho người này mất cảnh giác như vừa đi đâu về mà đi chân đất vậy. Khi nam thanh niên đi vào, cứ nghĩ người kia cũng thuê trọ nên không đóng cửa mà đi vào luôn. Sau đó người này đi sau, lẻn vào dãy trọ, lửa xe đắt tiền bẻ khóa, dắt ra ngoài cùng đồng bọn chạy đi. Nạn nhân là sinh viên năm tư của một trường đại học. Chiếc xe hiệu Future bị mất có giá trị khoảng 40 triệu đồng. Sau đó người này đã trình báo công an phường Tân Phú. Liên quan vụ nam thanh niên lái mô tô gây tai nạn trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội rồi bỏ đi. Ngày 14 tháng 12, đại diện đội cảnh sát giao thông số 7, phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội cho biết, đơn vị đã mời anh L, 27 tuổi ở Hà Nội đến làm việc. Theo đại diện đội cảnh sát giao thông số 7, tại cơ quan công an, nam tài xế khai nhận, vào khoảng 9 giờ ngày 9 tháng 12, anh có điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Khi đi đến đoạn gần nút giao Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Trãi, xe của anh L va chạm với xe máy khác do một người phụ nữ cầm lái. Sau va chạm, người phụ nữ mất lái rồi ngã vào một ô tô cùng chiều đang đi tới. Tại cơ quan công an, anh L trình bày, sau khi xảy ra va chạm, đã phán đoán rằng người phụ nữ không bị thương nên lái xe rời đi. Đại diện đội cảnh sát giao thông số 7 cho biết hiện nạn nhân chưa tới trình báo sự việc. Do vậy, đơn vị đang tiếp tục điều tra trước khi ra quyết định xử lý đối với tài xế. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội đồng thời đề nghị người có liên quan hoặc chứng kiến vụ tai nạn trên cần cung cấp thông tin cho cơ quan công an. Chuyển sang những tin tức thế giới, đáng chú ý với báo cáo của Viện Toàn cầu McKinsey châu Á đã thống trị thị trường công nghệ toàn cầu trong thập kỷ qua. Khu vực này chiếm hơn một nửa mức tăng trưởng doanh thu của các công ty công nghệ toàn cầu. Trong đó, Việt Nam vào top 15 quốc gia vùng lãnh thổ tiến bộ nhất châu Á. Theo trang tin tài chính Insider Monkey, châu Á đã khơi dậy một cuộc cách mạng trong lĩnh vực công nghệ số, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực, tạo ra cơ hội cải thiện cuộc sống cho người dân. Châu Á còn là trung tâm thu hút nhân tài về khoa học và công nghệ. Chẳng hạn, từ năm 2016 đến năm 2018, chỉ riêng Ấn Độ đã đào tạo ra 75% số sinh viên tốt nghiệp ngành STEM.
Với các giải pháp công nghệ tiên tiến, châu Á nổi lên dẫn đầu về công nghệ năng lượng tái tạo toàn cầu, năng lượng từ ánh sáng mặt trời, mưa, gió, thủy triều với công suất lắp đặt 45%, vượt qua châu Âu và Mỹ vào năm 2020. Trong 15 quốc gia, vùng lãnh thổ được xếp hạng, Israel đứng đầu, kế tiếp Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan. Việt Nam xếp hạng 15. Theo hãng tin Reuters, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu thông qua cuộc điều tra ông Biden với tỷ lệ 221-212. Cuộc điều tra này nhằm tìm hiểu liệu ông Biden có được hưởng lợi bất hợp pháp từ các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài của con trai 53 tuổi Hunter Biden hay không. Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu vài giờ sau khi con trai của ông Biden từ chối yêu cầu làm chứng kính. Nhà Trắng bác bỏ cuộc điều tra trên vì cho rằng không có căn cứ thực tế và xuất phát từ động cơ chính trị. Tổng thống Biden đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2024, nhiều khả năng sẽ tái đấu với người tiền nhiệm đảng Cộng hòa, ông Donald Trump. Ông Trump là tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị luận tội 2 lần và đang chuẩn bị cho 4 phiên tòa hình sự sắp tới. Ngày 13 tháng 12 giờ Việt Nam, một vụ tai nạn đâm xe liên hoàn đã xảy ra trên đường cao tốc nối thủ đô Caracas với thành phố biển Guaranas ở Venezuela. Tai nạn khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 6 người bị thương nặng. Theo thông tin từ Thứ trưởng Bộ Xử lý Thảm họa và Bảo vệ Dân sự Beret Ambueda, vụ tai nạn liên quan đến 17 phương tiện cơ giới, trong đó có một xe tải. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe tải lao vào các phương tiện đang tạm dừng trên đường cao tốc sau một vụ tai nạn khác. Lực lượng chức năng sau đó đã phong tỏa toàn bộ tuyến đường cao tốc này để tạo thuận lợi cho hoạt động cứu hộ cứu nạn. Tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý với nhận định, thời tiết ba miền trên cả nước ổn định, ngày nắng. Trạng thái này sẽ duy trì từ 1 đến 2 ngày nữa trước khi đợt không khí lạnh rất mạnh tác động. Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Nam Bộ và các khu vực khác đều có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trong khi đó, vào cuối tuần này, đợt không khí lạnh rất mạnh từ phía Bắc tràn xuống sẽ khiến trời lạnh đến rét, kèm theo mưa. Đặc biệt, một số khu vực nhiệt độ giảm thấp, khả năng xuất hiện sương giá và sương muối, gây ảnh hưởng tới đời sống người dân. Với nhiệt độ cụ thể từng khu vực như sau: phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 23 độ C, cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 23 độ C, cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Còn từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin được tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên bấm chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitre.vn, hệ thống fanpage và YouTube báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, quý vị và các bạn có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.